xin kính chào khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp anh Bạch. Anh qua lựa một sợi dây nha. Đây là mẫu dây họa tiễn ống lưới nha. Phần dây này là 8 chỉ tư. Rất là đẹp luôn. Bữa là anh qua lựa một cái mặt Phật bên em. Mặt Phật này là em có bán là theo màu, theo bản mệnh của từng quý khách luôn nha. Theo phong thủy là kim mộc thủy hỏa thổ, mình đeo phong thủy nhiều màu ha. Rồi anh lựa thêm một mẫu nhẫn kỳ hưu. Nhẫn kỳ hưu đây là tài lộc nha, buôn may bán đất ha. Vàng đây là vàng nữ trang 980, trọng lượng cái nhẫn này là 7.1 ha. Tổng bộ này của anh là gần 55 triệu quý khách nha, rất là đẹp luôn. Tại vì này mình có thể trồng cổ luôn. Cái này em để hộp cho anh nha, cảm ơn bạn nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ha. Hôm nay là em có lọc từ anh Tài nha mấy chị nha. Anh từ Vũng Tàu lên á. Đây anh ủng hộ cho bên em là một cái dòng này mấy chị nè. Sông hổ nha mấy chị được không? Đó quá đẹp luôn. Sáng lấp lánh luôn nha mấy chị nha. Nặng là tầm khoảng là 5 lượng rưỡi nha. Trị giá cái dòng này là 241.821.000. Anh đeo luôn nha. Có hàng ba này không? Rồi, đây, quá đẹp luôn nè chị. Bà xin luôn. Rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều luôn nha. Dạ, em xin kính chào các tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Chiều nay là em đón tiếp chị Luyến. Chị qua lựa một mẫu lắc quá đẹp luôn. Đây, một mẫu lắc khoan lật móc máy 9D nha. Hai bên hông là có logo thương hiệu luôn. Mẫu lắc này là em đi bộ là có dây, có mắt luôn quý khách nha. Phong lắc này của chị là 2 lượng 6 3/2. Chị giá là 102.600 nha. Móc máy cực kỳ sáng luôn khách ạ. Nghề 9D luôn quý khách nha. Chị Luyến ơi, mượn tay đem đeo cho chị nha. Quá sang luôn chị đẹp ơi. Rồi cảm ơn chị nhiều nha, chúc chị làm ăn phát tài ạ. Dạ rồi em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ha. Hôm nay là em có lọc của chị Kinh nè. Đó ghé đến bên tiệm em là ủng hộ một bộ siêu phẩm cho mẹ luôn nha. Đây là tặng mẹ nha mấy chị nha. Đây một cái dòng cẩm thạch nha mấy chị. Cẩm thạch bọc vàng. Đây dòng này thì nặng là 4.2 nha. Rồi đây chị còn ủng hộ thêm là một cái nhẫn nữa nha mấy chị nè. Đó nhẫn này nặng là 6.3. Rồi tiếp tục là một cái đôi bông nha mấy chị. Bông này là hàng bông đích dặn, đeo là bao chắc chắn luôn, khỏi sờ rớt luôn. Bông này nặng là 7.1 nha. Rồi tiếp tục là chị còn ủng hộ thêm là một cái dây và một cái mặt mẹ nha mấy chị nha. Dây này là dạng dây chỉ cong khéo móc máy sáng rực rỡ luôn cho mấy chị luôn. Nặng là 1.1, còn cái mặt nặng là 2.8 nha. Tổng giá trị sản phẩm chị ủng hộ hôm nay bên em là 29.600. Cái này cô đeo luôn hay bỏ hộp cô? Bỏ hộp. Dạ rồi, con cảm ơn cô rất là nhiều luôn ha. Con gửi hóa đơn cho cô nha. Dạ em xin kính chào các tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Sáng nay là em đón tiếp chị Thương. Chị qua lựa một bộ đồ em bé đây cho bé trai ở nhà, một sợi dây với mặt nha. Đây là mẫu dây họa tiễn ống kim tiền theo cái mặt rồng nữa, mặt rồng oval. Dây với mặt này là cỡ 3.5 và một mẫu lắc xích nha. Lắc xích kim tiền đi bộ luôn, mẫu này đeo rất là chắc chắn luôn. Lắc này của bé là 1 chỉ hơn. Tổng bộ này của mình là 20.374.000. Quá trời xinh luôn. Vàng 18 mình đeo rất là chắc chắn chị ha. Rồi cái này em để hộp cho mình ha. Rồi em gửi hóa đơn, cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ xin kính chào khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Sáng nay là em nói tiếp chị Thi cho em mượn ha. Chị lựa hai bộ xi măng bản móng máy là rất là sáng đẹp luôn. Bản này bản có 2.5 ly 3D quý khách nha. Trọng lượng hai bộ này là 9.1 kg. Quá đẹp luôn á, ni tay là 56, đen về đủ ni ha, từ ni 48 đến ni 64 luôn. Rồi cảm ơn chị, bộ này của mình là 36 triệu. Dạ em xin kính chào khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Chiều nay là em đón tiếp chị Trang, chị qua lựa một sợi dây nha. Đây là mẫu dây ống kiểu ha, chung với mặt thánh giá cái tấm rất là đẹp luôn. Dây dưới mặt này là gần 3 triệu quý khách ha, vàng công ty 610. Chị còn lựa thêm một tấm lắc, đây mẫu lắc hoa mai nha, vàng 4 số. Lắc này của chị là 2.2, quá trời đẹp luôn á. Em đeo qua chị nha. Cái này chị đeo tay nào em đeo cho. Tổng bộ này của mình là 25.500 ha. Em gửi hóa đơn, cảm ơn chị Trang nhiều nha.
thầy nhớ chị. Dạ em xin kính chào khách Tiệm Vàng Kim Anh Thảo ạ. Chiều nay là em đón tiếp chị Mỹ. Chị qua lựa một bộ xi măng nha. Đây là mẫu xi măng bản 7 ly. Móc máy rất là sáng đẹp luôn. Chị đeo một ni tay là 54 ha. Trọng lượng bộ này của chị là một lượng 5/4, chị giá là gần 41 triệu quý khách nha. Đây khóa liền rất là đẹp luôn. Đẹp mà chắc nữa quý khách nè. Em có từ ni 50 đến ni 62 nha. Đây, khóa rất là dẻo, rất là chắc luôn. Còn cái này em để hộp cho chị Mỹ nha. Cảm ơn chị Mỹ nhiều. Dạ em xin kính chào khách Tiệm Vàng Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp anh Vũ. Anh qua lựa một cái lắc quá đẹp luôn. Lắc bóng máy mẫu 5D nha, ba thẻ rồng nổi lên. Phần lắc này của anh là một lượng 2/7 ha, trị giá là gần 40 triệu. Vàng công ty 610 rất là đẹp luôn. Em đeo cho anh nha. Nè, khi nào mở thì anh ấn cái này xuống nha. Quá đẹp luôn, cực kỳ sáng. Rồi em gửi anh Vũ hóa đơn nha. Cảm ơn anh Vũ nhiều ạ. Dạ hôm nay em có lọc của chị Nga nha. Đến ủng hộ bên tiệm em là vàng Italy 750 nha mấy chị nha. Đây, chị có ủng hộ là một cái dòng đinh này mấy chị nè. Màu hồng nha mấy chị nha. Dòng này nặng là 8.6 g nha mấy chị nha. Rồi chị còn ủng hộ thêm cho em một cái dòng nữa nè mấy chị, quá đẹp luôn. Đó. Dòng này là nặng là 9.5 g nha mấy chị. Nó có khóa luôn nha mấy chị nha. Đó, mở ra mở vô. Chắc chắn. Rồi tiếp tục là chị còn ủng hộ bên em là một cái dòng lưới lòng bi nha mấy chị. Quá xinh luôn. Dòng này nặng là 3.5 g một dòng như thế này. Tổng toàn bộ sản phẩm của chị Nga ủng hộ bên em là 37.600. Cái đeo luôn ha. Dạ. Rồi, cái này đeo đây nè. Đây. Dòng này đeo tay nào đây. Này tay này luôn. Dạ rồi em gửi hóa đơn cho chị Nga luôn nha. Em cảm ơn chị Nga nhiều nha. Em xin kính chào khách Tiệm Vàng Kim Anh Thảo ạ. Chiều nay là em đón tiếp anh Sang. Anh qua lựa một mẫu lắc đồng hồ vàng Italy 750 rất là đẹp quý khách nha. Này, lắc đồng hồ này là 16.91 g, trị giá là 30.500 ha. Quá đẹp luôn á, anh Sang khéo lựa ghê á, mẫu rất là sang luôn. Rồi cái này em để hộp cho anh ha, em gửi mình hóa đơn, cảm ơn anh nhiều nha, chúc anh làm ăn phát tài. Dạ em xin kính chào khách hàng của Tiệm Vàng Kim Anh Thảo à. Mấy anh chị ơi, hôm nay em sẽ giới thiệu một mâm lắc tay vàng Italy 750 cho mấy anh chị nha. Đây xinh lắm mấy anh chị, em vừa có hồng và có trắng luôn. Em mới về một cái lô lắc tay van clip đủ màu cho mấy chị luôn nè. Đây ha, địa chỉ tìm em nằm ở là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong mấy chị các tiệm ủng hộ nha. Đó, em đang quay video này cho mấy chị là với được giá là săn sale luôn. Là anh chị nào mà thích những cái mẫu mà em quay video này chụp lại màn hình cho em gái nha. Đến tiệm hoặc là mua online sẽ được giảm là 50.000 trên 1 g mấy chị nha. Đó, đây mấy chị nè. Đây, một mâm lắc tay vàng hồng luôn mấy chị. Đó, em có hồng mà có trắng cho mấy chị ha. Đó, có hồng mà có trắng luôn mấy tình yêu ơi. Rất là xinh luôn nha. Cưng không mấy chị? Rồi chị nào thích cái mẫu nào thì mình cứ là chụp tại màn hình giùm em rồi inbox qua trang nha. Tiệm Vàng Kim Anh Thảo ạ. Đây mấy chị. Xin không nè, lộng lẫy luôn nè. Đó, cưng quá ha. Mê luôn mấy chị ơi. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu nha. Đó. Lắc tay và clip đủ màu cho mấy chị nè ha. Đây, cái này trọng lượng của nó mấy chị. Tầm khoảng là cái 5 g một lắc nha quý anh chị nha. Đây khoảng 5 g một lắc thôi. Em có màu đỏ nè. Màu xanh nè mấy anh chị nè. Đó, màu đỏ, màu xanh nha. Rồi, màu đen nè. Trời ơi, van clip này là sang xịn mịn luôn mấy chị luôn á. Thì trọng lượng là tầm khoảng cái 5 g một lắc thôi mấy chị. Rồi, cái này là màu trắng nè. Nói chung là cái màu nào thì có màu đỏ luôn mấy chị ơi. Cái này em nhập về số lượng đủ màu cho mấy chị luôn nha. Chị có thích cái nào thì cứ chụp lại màn hình em gái thôi. Đây mấy chị, xin ông mấy chị. Trời ơi, xuất sắc nha. Đi kèm với những cái lắc này là em có dây chuyền cho mấy chị luôn. Đó, em có dây chuyền nha quý anh chị. Đây em sẽ lên tiếp theo là một cái mã lắc này cho mấy chị luôn nè. Lắc bông mai, bông mai cỏ bốn lá mấy chị. Đây ha, đây đây. Lại lắc cỏ bốn lá vàng hồng giống gì đi, huyền đen nè mấy chị nè. Đấy mấy chị. Cái này là vàng hồng mấy tình yêu. Đó, cái này vàng hồng luôn. Cái này tầm khoảng là 4 g hơn xíu mấy chị. Đặc điểm đó là lắc tay chỉ công, đặc điểm là chắc chắn vô cùng luôn mấy chị ơi. Vô cùng chắc chắn mấy chị luôn nha. Đó, chị nào hết 3 bông đó, thì là em có một bông lãi lời như thế này.
một bông lả lơi như thế này tầm khoảng là cái 3.2g thôi mấy chị, 3.2g nha. Đó, và clip là mấy chị là hội tụ những màu là mấy chị cứ kêu tên Kim Minh Thảo mới chơi đây nha. Rồi cái này là một cái nữa là ba bông luôn, ba bông này là trọng lượng vàng của nó là 3.86g mấy chị. Đó, 3.86g là một lắc nha. Ồ đẹp mê hồn trận mấy chị ơi, xuất sắc nha, hồn trận là đỉnh của chớp luôn mấy chị. Rồi em có cái màu xanh xanh đây, em có một clip xanh mấy chị ơi, và clip xanh nha, và clip đen đủ kiểu luôn mấy chị. Trời ơi quá trời quá đất nè. Đây em có hình vuông rồi nữa mấy chị, cân không nè. Thì tầm khoảng là có là 3g một lắc thôi mấy chị ơi, 3-4g một lắc nha mấy chị. Đó, rất là xinh luôn nha. Chị là hết rồi thì mình cứ chụp lại màn hình rồi inbox cho tìm em nha. Rồi tìm em là số tài khoản là 5081, ngân hàng ACB nha quý anh chị. Rồi một cái lắc tay toàn ten có thương hiệu là Channel luôn. Đây, không là mấy anh chị là thất vọng đâu nha, đơn giản dễ thương lắm mấy chị ơi. Xinh cực kỳ nha, lả lơi ba cái 3-4 cái toàn ten Channel mấy chị nè. Vàng hồng luôn, đặc điểm chỉ có là 3g hơn thôi. Hơn 3g là mấy chị đã sở hữu được một lắc tay như thế này rồi nha. Đó, rồi, em ngã lên tiếp một cái lắc bông vàng công ty, vàng Italy 750. Đơn giản mấy chị, dễ thương nha. Đó, lắc cậu.